Đoàn Giám sát Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc với huyện Thoại Sơn về kết quả triển khai thực hiện các tiểu dự án, nội dung thành phần về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nông thôn mới giai đoạn 2021 đến năm 2025. Theo đó, nằm trong tiểu dự án 1 phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022, huyện Thoại Sơn đã tổ chức 49 lớp với gần 1.400 lao động tham gia. Số lao động có việc làm sau học nghề đạt trên 80%. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã tổ chức 8 lớp với 240 học viên. Ngoài ra, huyện đã xây dựng các kế hoạch thực hiện tiểu dự án 3 phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi của dự án 5 phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022-2023. Thông qua đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021-2025 ở địa phương, tình hình và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách giảm giảm nghèo trên địa bàn. Qua đó tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương để thực hiện có hiệu quả hơn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.